Alo, vâng, chúng ta đến với trận thi đấu chung kết của giải ACT tuần thứ 3. Vâng, ai sẽ là người thách thức top 1 vào ngày mai đây? Lê Văn Long hay Vũ Huy Hoài? Một trận đấu chung kết Minwan Egypt. Nói chung là thời điểm đầu thì vẫn cực cân thôi. Vâng, Egypt và đánh cùng thủ phù Minwan, chỉ có nước lên cung A. Mà cung A Minwan thi đấu với cung đoàn Egypt lên đầu máu rồi thì nó là cân. Nói chung bài thì tùy theo sức mạnh hai bên như thế nào thôi. Vâng, bên kia không có đời, one hit thôi là xong. Bài mà gỗ đầu là khá gần nhà đến từ thủ môn 6, bài nào ông ép tầm phút thứ 5. Không, ngang xeng đấy. Vâng, dân Minwan chặt gỗ nhanh hơn. Minwan là quân chặt gỗ nhanh hơn các quân bình thường. Nó không mang được nhiều gỗ về như phô thôi, nhưng mà chặt nó nhanh hơn. Vâng, cây nó dễ đổ hơn. Vâng, hai ông này kết hợp ông phô ông Roman nữa thì thôi, chả ai thi đấu được cái gọi là buôn lậu gỗ bằng ba cái ông này được. Thôi anh ơi, như trận vừa lấy đi, 6 thằng 6 con hiêu dắt về. Vâng, không hình như có hiêu 5 thôi, 5 thằng. À, không, 6 đấy. Ôi, bài khung. Được. Cung A đấy, phiêu cho nó mát. Vâng, mát nhãn luôn. Vâng, vâng, miên man một chút thì nói đến trận đấu của chim sẻ nắng ngày hôm qua. Liệu bài này có đánh phiêu cung A không? Đến từ màu 6 để anh đánh khỏe như kiểu Sang Long hôm qua đánh cầm sen ấy. Ông đánh cái bài 22 dân mà ông đánh kinh thế à rời. Vâng, tôi chưa xem được clip máy Sang Long thôi. Tôi mà xem được khả năng đưa ngay lên gọi là Interpol điều tra. Ông ngoài uống doping không mà uống kinh thế. Vâng, theo thông tin từ một vài gọi là gọi vài ông bầu, một người có số má ở đất Việt Nam mà sang ở bên đấy thì bảo là Sang Long qua vẫn còn đang ốm yếu. Mà sao anh xúc được cái kèo Sang kinh thế? Vâng, No 1 Việt Nam thi đấu với No 1 China nó thật sự quá khác vọt. Mình vả kèo 3-0 random trong vòng 3 phút nó vả lại mình kèo Sang trong vòng 45 phút. Nói chung là cân. Như vậy là ăn đóng S, ăn bài hiệu 5. Đây một bài hiệu, lại toàn hiệu. Ơ đây quả. Quả thì ra ông này phải bắt máy bay đi ăn quả chứ không phải xe buýt như mọi hôm nữa rồi. Còn xe buýt cũng phải hết xăng cái tên ăn quả này ở đây. Đẩy xe giò đi tìm nhà đối phương đi anh ơi. Vâng, phút thứ 6:50 rồi. Vâng, bài này có đêm đôi voi thì khỏe mắc bêu. Kích đời chưa anh? À không, vẫn đang xin dân. Tôi được kích đời rồi thì đúng là ngang với lại Pamiran rồi. Phải kéo đây em bày hiêu dưới này. Ô đứng! Săn quả xa thế nhỉ? Nhà thì không anh bày hiêu dưới cũng được. Nói chung là khó. Đồ ăn này quá xa nhà. Được cái gỗ đầu gần thôi. Hiêu gần, lùa về sớm. Kích đời, không chưa thể kích, bài này kích ở 8:30. À! À đội bạn ăn ăn, đội bạn đang ăn. Ra mút đi. Vâng. Đội bạn đang ăn rồi, khả năng cao lắm. Tôi đánh giá cao cái sự hư cấu này. À không không không. Nó là con dốc thôi. Tôi tưởng đội bạn đang ăn khi tôi thấy cái xe gió hóa màu đỏ ngay dưới kia thôi. Vâng, cách nhau chỉ tầm một chục cây thôi. Đấy. Kéo dân ăn bầy hiêu này có phải thơm hơn không? Tí lượng gỗ sẽ lại thiếu một chút. Tôi thề. Tôi thề lượng gỗ sẽ thiếu. Sai cứ chặt đầu tôi đi. Vâng, đóng 3 cái đàn hiêu. 26 dân. Vâng, sắp nhảy đời rồi. À không, đây đây đây, cắt dân chặt gỗ là khả năng vẫn đủ. Tôi nhầm. Vâng. Dừng. BM. Đây rồi.
Rồi ôi. À, mình đã vẫn người lên đợi trước. Rất là chuẩn, chuẩn like đấy, chuẩn like đấy. Ui rồi. Bình tĩnh nha, đóng ăn vàng anh ơi, bo bế nhà này đã. Ăn tầm ha 100 vàng thôi. À, bài rất khủng. Không chốt ga, đúng rồi, chuẩn đấy. Ôi, dò đến sớm thế. Bằng lượng gỗ sẽ không đủ để bo nhà đâu. Nhưng tôi này cẩn thận bài công ca đến từ game thủ mùa 2. Ôi, vẫn hở, vẫn hở, vẫn hở. Rồi. Vâng, bài này phán hoang một bầy yêu nữa để lên cung A. Vâng, cái bài này thì anh có cắm cờ xung quanh để tìm giò ca không? Không, con giò đứng đây khả năng cao là cung ca. Tên này chỉ cung ca được với nhà game thủ 16. Rồi, kích được cung A một hai áo rồi. Ăn được bầy voi này thì phải thơm thịt không? Thôi, ăn hai con voi trước đã. Cứ cái gì gần thì ăn trước đã. Bây giờ thì nước xa thì không cứu lửa gần đâu. Mình lợi thế lên đợi trước. Rồi đóng được cái S này rồi. Kìa kìa kìa, xây được rồi đấy, ăn đi. Cho nó mút đi, rồi rồi. Chỉ cần sóc được 3-4 tên cũng A đều thôi là thủ được, kể cả có K luôn. Cẩn thận Kene đấy. Mình thì chưa bánh xe đâu, vào phát bằng luôn. Ui, chạy thôi, chạy dẫn bay gỗ thôi. Ôi trời, họ công dân ở bay gỗ, công ca bay gỗ thì tôi cực thích. Đấy, cái này mới nguy hiểm rồi. Ôi. Vẻ vào. Sóc cung. Sóc cung ra, vác dân ra đập con ca kìa. Sóc cung ra. Sóc cung rồi, con ca xử lý thịt luộc luôn con lạc đà. Ui giời ơi, lạc đà không có giáp rồi chui vào đây. Tươi đấy. Lạc đà không có giáp rồi chui vào, đúng là hôm mã dân này thì đúng là tuyệt vời. Vâng, thật là không thể tin nổi. Vâng, xin ca là gặp đúng cung à. Đấy, chuẩn đấy, chuẩn lai like đấy, chuẩn lai like đấy. Rồi. Không có cửa thua. Chỉ có cửa sổ dành cho game thủ mùa 2 thôi. Ông có thể nhảy xuống tầng 6 ngay bây giờ. À, có thể nhảy tầng 5 ngay bây giờ thôi. Vâng, lạc đà với cung A nó cực kỳ khác nhau. Lạc đà chém cung A thì hụt đam. Giờ thì cung rời. Giờ chỉ có ngài cứu lại ca ra kìa. Thơm quá. Vâng, đội bạn cứ biếu 200 gỗ một, tôi cực kỳ yên tâm. Vâng, quýt được chưa? Cung A chưa cần lên giáp đấy. Mà chả cần lên làm cái gì cả. Đối đầu với là cái con lạc đà liều tiều thôi mà. Quýt được chưa? À đây có cung R kìa. Úi giời, úi giời. Vào đây, vào đây, vào đây. Vâng, anh trài ngay. Vâng, gặp đúng biệt đội làng trài đến từ Tuyên Quang này thì đúng. Vào đây. Bơi vào đây anh xúc hết. Úi giời ơi, lạc đà. Chạy nhông hết cả kèn lên rồi. Còn thằng lại 40, mình châu quân thôi. Anh solo thì châu được quân nên là thắng rồi. Vâng, không đưa vào thế phát triển thì Minh Hoan cực kỳ bền vững luôn. Với tầm cung A như thế này, giờ chỉ khả năng là hai kích chém 4. Xúc vào đây thì khả năng là thua. Không thì hai kích hôn mã của Egypt. Nhưng mà đây là những con lạc đà kẹp. Rồi, UA Victory 4-3 để cho Lê Văn Long. Hoành ánh rất tốt trong trận đấu chung kết này. Bài rất đẹp chúng ta thấy. Lực cũng là rất khỏe khi mà có một đạo dân Đơn Hoa không bị phát hiện. Tôi cá là dân vừa rồi mà gặp tên Đan Hoa kia mà bị chết thì chỉ tên hoảng thôi. Vâng, xin chúc mừng game thủ Vũ Văn Long, anh đang người được vào vòng thách thức. Vâng, 5 lít đút túi là tươi rồi. Và ngày mai thì khả năng 5 lít sẽ được anh bộ trưởng bộ đế chế gần núi anh sao. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với ngày mai vòng thách thức.
Ai sẽ là người nhận lời thách thức đây? Vâng, xin cảm ơn Newman và Talk TV đã tài trợ cho giải ACT. Thách thức top 1 tuần thứ 3.